Kim Ô Tô chào tất cả anh chị em đã và đang theo dõi chương trình kênh mua bán và phục dựng Huyền Thoại Pin 100. Em tắt máy nhá. Em có đi từ Hà Nam, lịch trình của Trung Kim hôm nay đi từ Hà Nam giao cho bác tên là gì ạ? Bác Tuyên. Bác Tuyên ở thị xã Nghi Sơn. À, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Sau đó Trung Kim lại từ đây, Trung Kim đi tiếp 200 cây số nữa để vào tận trong Hà Tĩnh. À, Hà Tĩnh. Để giao chiếc xe Win màu đỏ trên thùng kia. Thì trước hết là em giao tận nhà bác ấy. Bác ấy tin tưởng em đến mức mà bác không cần xem xe, không cần đi thử. Cái đấy thì em chẳng biết nói thế nào đâu. Rồi. Nhưng thôi nó là cái tình cảm. Anh em mà. Đấy. Thì trước hết là em cam kết cho bác chiếc xe biển 29Z1 78169 này an ninh chuẩn chỉ trọn đời và giấy tờ chính chủ căn cước công dân. Sau này bác thích trải nghiệm. Ok, bác muốn rút hồ sơ. Rút hồ sơ bác chỉ cần. Bác chỉ cần nhá. Đưa con cái đăng ký này, đưa con cái biển số này và ra thợ và cài cho con 5 cái bản số dùng máy là xong. Rồi. Còn theo con nó chính chủ bác đi thoải mái vì bản trải nghiệm mà. Rồi. Đấy thì bác cho con xin cái cảm nhận vài câu nói này. Lúc bác chuyển tiền bác có sợ con bùng không? Có sợ con? Nói chung là mua bán là tôi theo dõi ở trên cái kênh của Trung Kiên. Vâng. Nói đúng là nhìn thấy uy tín. Vâng ạ. Bởi vì mình cũng thích xe Win. Vâng ạ. Cho nên là sáng nay là cùng số là cũng mua được ấy. Vâng ạ. Đúng rồi. Mở máy phát là thấy đó là chốt kèo luôn. Đấy anh trai mở máy phát là chốt kèo luôn. Anh trai Thái Nguyên nghe nhá. Đây em dám thề độc trước bóc điện luôn và giữa giờ luôn là cái anh trai Thái Nguyên lại tức là từ sáng giờ bác hiểu cái cảm giác mình bán hàng đúng không? À đúng rồi. Anh bảo là đây cháu công khai không có giá. Anh bảo giá này được không? Mà được. Nhưng anh có con min 7 triệu. Chú chưa 7 triệu cho anh rồi. Em chẳng biết tiền min. Thôi anh lập cho em 1 triệu còn 6 đi mà không được anh bán đủ 7. Thế mình nghĩ là thôi thì 7 triệu chẳng là cái gì. Em mua đủ 7 triệu cho anh. Thì bây giờ lấy con xe này giá này trừ 7 triệu là còn ví dụ còn 22 đi. Anh làm câu đấy chứ. Thế 20 được không chú? Ừ rồi nhá. Ừ rồi chuẩn bị chuyển tiền lúc sau thế 20 được không chú? Thực ra nhà ta có quyền mặc cả. Nhưng lại cuối cùng ấy, em lãi được có 3 triệu trừ 2 triệu em làm sao em có lãi được. Chứ phải sao bảo thôi nếu chú anh em sáng ra thôi thì em trừ công đi lại em cộng 1 triệu nữa là 21. Là chú tình cảm. Anh bảo là 21 thì thôi. Thế bỏ kèo nhá. Lúc sau anh điện lại, lại điện lại. Bảo Kiên ơi, ui thôi, chú để cho anh 21 cũng được. Đấy thế mới bảo thế anh chuyển cọc cho em bảo thôi nhưng mà anh không dùng tài khoản. Thế bảo không dùng tài khoản ra ngân hàng bảo thôi, chú cứ trả lên nhà anh. Anh chắc chắn với chú anh đấy. Thì em xin phép trước mặt bác và mọi người này. Thứ nhất, không cọc không bán. Còn em biết cọc là có lừa nhưng cái trước bị lừa không do bác tham này. Các bác không biết người ta là ai, còn em công khai hết. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ còn mình mua bán là uy tín. Em có bắt anh phải mua đâu, còn em cũng không nói anh là lừa, đúng không? Đúng mà rồi. Anh phải hiểu được, anh cũng là làm ăn buôn bán trên mạng mà anh bảo không cọc, anh không có tài khoản thì đây việc của anh. Còn với đâu cái điểm mà em tin tưởng mình mua. Đúng rồi. Đấy như bác tin cháu bác cọc luôn 5 triệu đúng không? Đúng rồi, cọc luôn. Tận nhà. Nếu cháu cần cái gì? Cháu giao xe nếu cháu sai nhá. Cháu chạy làm sao ra khỏi nhà bác được. Tôi không đi thử nữa luôn. Đấy. Tôi ưng xe tôi không đi thử nữa luôn. Thế cháu cảm ơn bác cho bắt tay bác anh em mình chú cháu mình vào uống nước. Nhà ta vào uống nước đi em ơi. Chúc kèo thành công em ơi. Chào tất cả anh em. Bây giờ em uống nước lấy tiền xong rồi em đi Hà Tĩnh. Ok.